live stream đấu khẩu với chủ tịch Nawaz, khẳng định ông là người giỏi lôi kéo truyền thông. Ông Nawaz là một người rất là giỏi để câu kéo truyền thông, một người gọi là tinh danh, street smart, mới nhận thức được cái tầm quan trọng của việc là câu kéo được truyền thông từ Việt Nam như thế nào. Nếu như quả thực trong như cái live stream của ông chia sẻ cuối cùng là ok, chị xin lỗi ân, cái này là lời chị quốt lại lời của ông Nawaz, không phải là lời từ chị, là cô ấy là một người rất chậm chạp, cô ấy là một người đặt zero in interview, cô ấy là một người có hình thể không đẹp, không ai cũng nhìn thấy, lưng dài hơn chân rồi, hông quá to rồi, bla 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 bla. Ok, mọi người có thể cho Hà Anh biết điều Hà Anh đọc này có phải tìm hiểu có phải đúng không? Có phải là cuộc thi của ông ấy đã cho Thiên Ân vào top 10 của màn swimwear hay không? Ok, Hà Anh không biết ai là giám khảo của cái màn này, nhưng mà thông thường ở một cuộc thi khi mà ở màn swimwear là chúng ta chấm hình thể, phong cách trình diễn trong sự trang phục bikini và chủ yếu là hình thể của thí sinh. Nếu như Thiên Ân hoàn toàn không đạt chuẩn về hình thể của cuộc thi thì tại sao Thiên Ân lại ở trong top 10? Cái này là câu hỏi của anh. Ok, nếu như ông nghĩ Thiên Ân không phải là một ứng cử viên nặng ký, hoàn toàn là may mắn cố gắng lắm ông mới có thể cho vào cái top 20 này, thì tại sao ở thời điểm ông ở Việt Nam khi Thiên Ân đăng quang, ông lại có những phát ngôn như là Thiên Ân là một ứng cử viên mạnh, cô ấy gọn gàng, xinh đẹp, cô ấy không to, người cô ấy không gọi là đồ sộ như là mọi người nghĩ hay là mọi người nhìn thấy trên TV, hay là những cái như là khi mà ông vào phía trong rồi, ông còn câu kéo những cái fan Việt Nam ở những cái chiêu trò như ông bảo là ông nghĩ là Thiên Ân này, rồi Brazil này, rồi Indonesia này, anh không nhớ, Thái Lan, là những cái ứng cử viên nặng ký. Why? If you truly think that Thiên Ân do not meet